chào các cô chú, anh chị và các bạn, hello cả nhà. Tuần trước chúng ta đã đi dạo trên hai con đường mang tên hai nữ sĩ, Đoàn Thị Điểm và bà Nguyễn Thanh Quan. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ mời cả nhà mình tiếp tục đi dạo và thăm lại một con đường nữa, cũng được mang tên của một nữ sĩ. Bà được mệnh danh là bà Chúa Thơ Nôm. Đó chính là đường Hồ Xuân Hương, quận 3 đó cả nhà. Thân em thời trắng, phận em tròn, bảy nổi ba chìm, mấy nước non. Rắn nát, mặc dầu tai kẻ nặng, nhưng em vẫn giữ tấm lòng son. Đây là toàn cảnh khúc đầu đường Hồ Xuân Hương, từ phía cách mạng tháng 8, Lê Văn Duyệt, quẹo vô nha cả nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu đi dạo và nhìn ngắm phía bên phải đường trước. Chỗ trung tâm bảo hành Decare này, mấy năm trước là tiệm giày dép rất lớn. Ima Coco Spa tại 61A Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Cơm Niêu Sài Gòn, nổi tiếng ngon và đắt giá, tại số 59 Hồ Xuân Hương, quận 3. Nhà hàng Đông Phố với không gian rộng rãi và thiết kế sang trọng ấm áp. Thực đơn ở đây có nhiều món quế được chế biến tỉ mỉ và trình bày đẹp mắt. Đây là ngã tư Hồ Xuân Hương, bà Nguyễn Thanh Quan. Đoạn này có nhiều tiệm làm đẹp như gội đầu, chăm sóc tóc, móng. Viện thẩm mỹ NASA tại số 31 Hồ Xuân Hương. Sát kế bên là viện chăm sóc da Meta Premium. Địa chỉ 25-27-29 Hồ Xuân Hương, quận 3. Nhà hàng Hao Yu có không gian đẹp và trang trí đậm chất Trung Hoa. Ở đây chuyên về ẩm thực tứ xuyên với các món cá ăn kèm với nước sốt rất đặc biệt.
quán chả cá Lã Dòng tại số 7 Hồ Xuân Hương, quận 3. Đặc sản của quán là món chả cá có hương vị thơm ngon đậm đà, nổi tiếng lâu đời ở Hà Nội. Quán Lẩu Dê Trương Định khá lớn, nằm ngay góc Hồ Xuân Hương, Trương Định. Giờ mời cả nhà chuyển sang xem tiếp bên trái đường nha cả nhà. Trường Trung học cơ sở Colette tại số 10 Hồ Xuân Hương, quận 3. Đây là một trong những trường trung học cơ sở công lập tốt nhất tại thành phố này. Trường nổi tiếng với chất lượng dạy và học, có các lớp nâng cao và song ngữ tiếng Pháp. Chỗ này là ngã ba Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thông. Đây là bên hông Bệnh viện Gia Liễu, là nhà thương Bạc Hà hay Trung tâm Quốc gia Bài trừ Hoa Liễu hồi xưa. Câu lạc bộ thể dục thể thao Hồ Xuân Hương nằm tại số 2 Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Bức tường này là khuôn viên trường mầm non và tiểu học quốc tế Fosco, cổng chính nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Tòa nhà căn hộ cho thuê Sài Gòn Apartment, chuyên cho thuê ngắn hạn và dài hạn các căn hộ có diện tích từ 75 đến 140 mét vuông. Cửa hàng rượu giang Quy Quai chuyên bán nhiều loại rượu giang được nhập khẩu từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Đến đây là cuối đường rồi. Sài Gòn Mãi Nhớ mời cả nhà dừng chân ăn một miếng trầu do nữ sĩ Xuân Hương mời rồi về nha cả nhà. Quả cao nho nhỏ miếng trầu hôi, này của Xuân Hương mới quệt rồi. Có phải duyên nhau thì thấm lại, đừng xanh như lá, bạc như phôi. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.